chú sưởng với ca là chúng ta không có ghép mắt được, không có chiết được, mà chúng ta chỉ có nhân giống bằng con đường ghép chui. Theo bà con, khi nào bà con mua cái chú sưởng với ca mà nó không phải là cái hình thức ghép như thế này, đó là đặc biệt là nó không phải cái chú sưởng với ca nha bà con. Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì địa chỉ của Trung tâm Cây Giống được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đường 868, một cái đường rất là lớn nha bà con. Thì hôm nay bên Trung tâm Cây Giống tôi chia sẻ với bà con về một cái loại vú sữa nó cũng đang rất là mới hot nhất hiện nay. Nhiều người ta đồn là ăn luôn cả vỏ, nhưng mà bên Trung tâm thì khảo sát lại là không có ăn luôn cả vỏ nha bà con. Nó đặc biệt là nó không có mủ, ít mủ thôi, nhưng mà chúng ta ăn nên bỏ vỏ nha bà con. Chứ cái vỏ thì chúng ta ăn không được, thì do nhiều người ta đồn thổi lên thôi. Thì bên Trung tâm Cây Giống tôi cũng đã khảo sát, đã xét nghiệm được rồi, là không ăn được vỏ nha bà con. Bà con nên nhớ nha, cây của bên Trung tâm nè, trước đi thì cây phải nuôi rồi nè. Cái vú sữa Mica là một cái thể loại là cây ghép chui, cây ghép chui nha bà con. Nó là một thể loại ghép chui, nó được ghép từ cây vú sữa thực sinh vào cái cây vú sữa Mica. Tại sao cây vú sữa Mica người ta dùng cái thể loại ghép chui? Cái thứ nhất là cái cây gốc chữa vú sữa thực sinh nó cũng hợp mũ, gần nó giống mũ với cái cây vú sữa Mica, cho nên chúng ta ghép được, ghép chui được nha bà con. Còn cái vú sữa Hoàng Kim thì đặc biệt cho con chia sẻ bà con là cây vú sữa Hoàng Kim chúng ta ghép chui là cái tỷ lệ đậu của nó là 4-6, tức là đậu là 4 còn gớt là 6, tức là sống 4 và chết là 6 nha bà con. Cho nên bà con nhớ nha, nhiều cái thể loại ghép nè, chiết nè, rồi nhân giống theo cái nhiều cách, nhưng mà cái cách nào hợp lý nhất lợi ích cho bà con, không bị hao hụt thì bên Trung tâm mới làm những cái phương pháp đó nha bà con. Thì ít nhất là 8 tháng nha bà con, cái cây ở dưới này nó già lại nè, nó già lại thì bắt đầu chúng ta mới bứng lên và sang vô cái bầu nhỏ, sang vô cái bầu chúng ta bắt đầu để nuôi lại cho rễ nó búng ra, thì bắt đầu chúng ta mới đem đi nhân giống, là đem đi chui vào cái cây vú sữa Mica, ít nhất là một tháng 20 ngày nha bà con, cho cái bộ phận từ cái gốc cây ở dưới nè nó dính lên với cái bộ phận ở trên. Tí xíu nữa tôi sẽ mở cái mũ này ra cho bà con coi cái độ dính của nó như thế nào nha bà con, để khi mà búng con trồng về đem ra trồng thì nó đủ cái độ dính chất lượng thì nó chúng ta trồng nó mới đạt được nha bà con. Đó. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta cắt xuống rồi chúng ta phải nuôi lại, dăm nuôi lại một tháng đến một tháng rưỡi nữa thì nó mới có được một cái cây vú sữa Mica hoàn chỉnh. Chia sẻ với con, nó là một thể loại giống mới cho nên nó cũng rất là dễ nhầm lẫn với những cái loại vú sữa khác, cho nên bà con nào muốn đầu tư về cái cây vú sữa Mica thì bà con nên biết được, nhận dạng được qua lá qua thân như thế nào để chúng ta đầu tư nó tránh được mà chúng ta mua giả mạo nha bà con, không đúng chất lượng của chúng ta muốn đầu tư. Và đặc biệt hiện nay trên những cái kênh đài trên mạng thì người ta bán cái cây vú sữa Mica mà người ta quảng cáo là mua 10 tặng 1, mua 10 tặng 2, đó là những cây vú sữa thực sinh người ta đem đi bán cho bà con nha bà con. Người ta bán cây vú sữa thực sinh theo cái giá hiện tại của nó chỉ có 2-3 ngàn đồng một cây, là ý tôi đang nói cái gốc này nè, mà chúng ta mời người ta bán cho bà con 3-40 ngàn một cây thì người ta vẫn còn lời rất là nhiều. Nhưng mà thật sự là nó không đúng giống, cái cây đó bà con trồng nó không bao giờ ra trái đúng theo cái ý của bà con nha bà con. Đặc biệt giới thiệu với bà con là cái cây vú sữa Mica là chúng ta không có ghép mắt được, không có chiết được, mà chúng ta chỉ có nhân giống bằng con đường ghép chui nha bà con. Chỉ có con đường ghép chui là con đường nhanh nhất nha bà con. Khi nào bà con mua cái vú sữa Mica mà nó không phải là cái hình thức ghép như thế này, đó là đặc biệt là nó không phải cây vú sữa Mica nha bà con. Bà con nên nhớ nha, cái vú sữa Mica phải ghép theo hình thức như thế này thì mới đúng là cây vú sữa Mica, cho nên bà con nên nhớ nha. Thì để quay lại để chia sẻ mở cái bầu này ra, mở cái giấy này ra cho bà con coi thể cái độ dính của nó như thế nào. Một tháng 20 ngày thì xem từ cái cây thực sinh nè, nó dính vô cái cây Mica nó như thế nào để bà con biết được. Mà đặc biệt giới thiệu với bà con nữa là cái mũ này là do bên Trung tâm làm, là tự hủy. Bà con trồng là con cứ để yên nguyên vậy, khi mà cái cây nó lớn tự động nó thời gian nó sẽ nắng nó tức nước ra nữa là nó tự hủy ra luôn, chứ bà con đừng có mở ra nha bà con. Có nhiều anh em bà con comment về hỏi bên Trung tâm là cái mũ này có nên gỡ hay không, thì chúng ta là không có gỡ ra nha bà con, chúng ta để nguyên luôn để cho nó là tự hủy, nó thể là tự hủy, cho nên bà con cứ để y nguyên. Sau cái thời gian trồng ra thì những cái này cái gốc này nó lớn lên nó dính liền lại với nhau thì nó sẽ hủy ra, sẽ nứt cái này ra, cho nên bà con cứ yên tâm về cái đó nha, cũng trả lời thắc mắc cho bà con luôn đó. Thì nó là thể loại ghép chui cho nên qua một cái quy trình nhân giống nó rất là kỹ, cái kỹ lưỡng, nó không phải như là cây ổi để mình chiết được nha bà con. Nếu mà những cái cây nào chiết được thì chúng ta làm rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần bầu vô rồi chúng ta để cái thời gian khoảng một tháng, khoảng 30 ngày là nó sẽ ra rễ, là chúng ta cắt xuống thang bầu là nó ok. Còn cái quy trình mà ghép chui này nó rất là tốn công nè, từ thứ nhất là cây hạt nè, thứ hai nữa
là chúng ta phải sang bầu nuôi lại nè, nuôi cho rễ cứng rễ mạnh nè, bắt đầu đem ghép chui vô, tốn cái thời gian, nhưng mà để có được một cái cây mà hoàn chỉnh như thế này thì nó mất qua quy trình ít nhất khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi cho bà con thì mới cung cấp cho bà con ra thị trường được. Cho nên cái quy trình nhân giống, cái loại cây nào nó có nhân giống như thế nào thì nó đều khác nhau hết nha bà con. Đó, tùy theo mà cái độ nghiên cứu của kỹ thuật, người ta nghiên cứu theo cái phương pháp nào nhanh nhất và hữu hiệu nhất thì để mới tìm cách nhân giống. Đó, và đặc biệt cây là phải là cây bố mẹ mới đem đi nhân giống nha bà con. Ở trên nó người ta có cái liền sát để cho không có bị cái nước mưa nó rõ xuống trong cái mắt ghép đó, thì không dính đó. Nếu mà nước mưa nó nhọt vào là nó sẽ bị trôi cái mũ, nó bị tuột cái mũ là nó không dính nha bà con. Đó, bà giờ thấy không, mở ra cho bà con xem cận cảnh đó, và nó bó luôn, nó gà rễ luôn. À, ở trên là nó dính liền rồi nè bà con thấy không, đây là cái gốc thật sinh nè đó, bà con đem cái chui vào nè thì cái phần này nó có rễ luôn nè đó, đó là ở trên này nó có rễ bám luôn nè, nó dính luôn nè đó, bà con thấy không, đó mới thể gọi là ghép chui nha bà con. Đó bà con giờ thấy cái rễ nó ra, cái rễ từ cái này nó ra luôn, nó bám luôn nè, thì khi bà con trồng thì nó mới đảm bảo được đó, bà con thấy không. Ừ. Nhớ nha, đặc biệt chia sẻ với bà con nha, cây vú sữa Mica mà bà con mua mà không phải thể loại ghép như thế này là đặc biệt, nó không phải nha, nó là những cây cây hạt đó, do những người ta rao bán đó. Và chia sẻ lại bà con, nó vú sữa tím, nó là vỏ tím đó, bà con rất là ít mũ, trái trọng lượng của nó có thể lên tới nửa ký, tùy theo chúng ta chăm sóc đó, chúng ta chăm sóc tốt thì cái trái nó khoảng nửa ký, khoảng 500 gram đó. Để quấn lại để cái, tại vì cái lô này là đi giao cho khách rồi, giao cho khách ở Bình Thuận. À, Bình Thuận nha bà con, do tình hình Covid thì khách cũng không tới đây. Xe thì đang chắc lên xe, bà con giờ thấy không, phân đang chắc lên xe đó, tại vì chủ đầu tư người ta cũng muốn là trồng để mang lại cái giá trị kinh tế cao, mình cũng có đáp ứng lại cho bà con người ta là chọn những cái cây chất lượng và cung cấp những cái quy trình trồng trọt cho bà con ha, quy trình chăm sóc cho bà con sao cho nó đảm bảo được, thì bà con về bà con đầu tư, bà con áp dụng, tại vì do tình hình Covid chúng tôi không có đến vườn được, thì chúng tôi có xài hai số điện thoại duy nhất đó, 0345679887 và 0777403339. Nhà bà con chỉ hai số điện thoại duy nhất thôi. Chúng tôi sẽ không xài thêm một số điện thoại nào khác, cho nên bà con nào mà tin tưởng với trung tâm giống, bà con cứ gọi về hai số này, chúng tôi sẽ có nhân viên trực tiếp tư vấn thiệt tình cho bà con. Đó, thì ngoài cây vú sữa Mica thì bên trung tâm cây giống chúng tôi là có cung cấp rất là nhiều cái loại cây giống nha bà con. Đây là vú sữa Hoàng Kim nè. Đó, bà con nhìn thấy không? Vú sữa Hoàng Kim thì cái lô này là đẹp long lanh luôn. Lô này thì đi cơi đi đọt hết nè. Và dừa sim lùng. Bà con giờ thấy dừa sim lùng không? Trái nè, rất là đẹp. Trái dừa sim lùng thì bà con giờ thấy thôi. Thì trên video chúng tôi đều có phân biệt cho bà con như từng loại dừa nó khác nhau, giống nhau thế nào, đặc điểm ưu điểm nó như thế nào, nó đều có bên trung tâm đều có phân tích hết cho bà con nha bà con. Để bà con nào muốn đầu tư thì dừa là thể loại ăn lâu năm, cho nên bà con muốn đầu tư bà con phải nên chọn chuẩn giống. Hiện nay cái dừa trên thị trường là có rất là nhiều loại dừa. Cái dừa sim lùng thì chúng ta trồng từ 18 đến 24 tháng ở miền Nam mình là cho trái nha bà con. Còn đây là chanh ngón tay, một trong thể loại chanh mà ngon nhất, hot nhất hiện nay. Ruột của nó có 7 màu nha bà con, 7 màu sắc. Nó khoảng 2 triệu một ký. Nha bà con, nó hơn 2 triệu một ký là chanh ngón tay nè. Nó cũng là thể loại ghép nè, ghép từ cái gốc chanh thực sinh. Đó, đây là cái chanh ngón tay nha bà con. Thì bà con nào mà có đầu tư rồi thì biết rồi đó. Vườn cái chanh ngón tay ở Bến Tre cũng đã có trái rồi bà con. Còn cái lô này là lụ đỏ Ấn Độ mới sang bầu á. Rồi bữa nay bà con thấy không? Sang bầu lãi lá rồi, nay nó ra cái đọt nè. Như thế này thì bên trung tâm là sẽ nuôi lại nè bà con. Bà con mới có mấy ngày mà nó gà xanh luôn. Đó, bà con thấy không? Như vậy là chưa có trồng được nha bà con. Như vậy là bên trung tâm chưa có xuất được nè. Cũng có nhiều đơn vị điện hỏi mua để trồng nhưng mà chưa có xuất được cái lô này, tại vì cái lô này là để cho nó già cái cơi này bà con mới trồng được nha bà con. Chứ trồng sớm quá nó sẽ thứ nhất là tổn hại cái rễ, thứ hai là nó sẽ không phát triển, cái lót đọt non ra ngoài nó sẽ bị héo. Đó, thì đây cũng chia sẻ với bà con là đây cây nho thân rổ tứ quý, cây lớn nha bà con, cây lớn cây nhỏ bên trung tâm đều có hết. Đó, để cung cấp cho bà con nào trồng chơi sân thượng đó thì đều có, bên trung tâm đều có cung cấp cho bà con. Còn đây là cây cherry và cây xin nè, bà con thấy không, cây lớn nè, đều có cây lớn cây nhỏ để cho bà con lựa chọn hết đó. Và đây là cây sung Mỹ. Cây sung Mỹ tiếp theo là cây sung Mỹ, thì cây sung Mỹ là bên trung tâm là có trái luôn nha bà con. Cây đang có trái nè, được sang bầu và có trái luôn nè. Cây từng loại có trái hết. Tiếp tục giới thiệu với bà con là cây trà là, cây mô mà bên trung tâm mới được sang bầu ra nè, nó mới vừa sang bầu ra để nuôi lại nè. Nuôi lại cái là chưa có bán nha, đang nuôi thì trong cái phân quy trình mà có bón phân nè, phân dơi nè, bón phân để cho nó cây nó tốt mới sang bầu nhập khẩu. Cây mô thì nó nhỏ nhỏ lắm nha bà con, chứ nó không lớn nha. Còn cây mà ương hàng ở Việt Nam thì cái cây đó là cái tỷ lệ cho trái nó 50-50 thôi.
cây hương hạt thì rau trái 50-50 thôi. Và cái cây cấy mô đặc biệt là cái giá trị nó cao, cho nên cái cây cấy mô của nó là nó bà con phải phải chọn cái cây cấy mô thì cái tỷ lệ cho trái của nó mới nhiều mới cao nha bà con. Đó là cho trái ăn trái đó. Thì cái lô này là chuẩn bị xuất nè, dừa nè, dừa xiêm đùng rồi, con làm thấy không đó, trái dừa xiêm đùng là để xuất cho khách nè. Dừa dừa đem ra đây luôn. Đang xuất, chuẩn bị xuất cái lô này cho khách đi ở Bình Thuận, con thấy không? Tôi vừa là xuất đi. Đây là những cái người con người quen thuộc của chúng tôi tại trung tâm cây giống và cũng phải chiến đấu nha bà con. Thì bà con nào đã từng yêu mến cái trung tâm cây giống, bà con hãy bấm nút chuông, bấm nút đăng ký. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.